con ngắn mươi, con ngắn mươi, con ngắn mươi, cái anh về đây hai về đây, anh về đây hai về đây, bước xuống đường sâu đường sâu mà thấp giá, tại đường món mà nước mắt mà ai làm là, ai làm là kiếm lò gan, cho mấy người mắt tôi vào mà cách xa, 23, 23, 23, 23, 23, xuống gì đây, gì đây, năm gì đây, kế từ lúc cũng son. Yeah.
41 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
chuyện cho mượn tiền. Lắng ơi, hồi dây thì mấy dế tôi mê làm thần thách chư tiên. Tới khi em đòi tiền thì mấy dế của em như quỷ ma. 23 vô, 23, 23 là tấm vé cờ hơn. Có tình chưa? Chưa có tình la dữ gì mẹ cho luôn bình thường. Đó là tại sao mà chúng hết hồn mới chơi cái đó hả? Trời ơi, thi cưng không? 23 thì chưa qua. Dạ có một 38. Dạ 2. 56. Dạ 3. Số 5. Hợp lệ. 1336 hợp lệ, chúc mừng anh có kinh nha. Rồi lên đi anh. Dạ đàn ông có kinh hứa lắm mừng. Rồi 23. Dạ 1. 38. Dạ 2. 41. Dạ 3. Số hợp là số 1. Hợp lệ. Dạ 1336 hợp lệ luôn. Rồi chúc mừng hai anh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay banh xem ai có con số banh bự hơn người đó tới số nhập con gấu bự. Và ai chưa tới số nhập gấu nhỏ giùm em. Quý vị thân mến, nhập lời thứ 2 đang làm vào lời thứ 3 và lời mở hàng đang làm bước phục cho bà con cô bác mình. Kính thưa quý vị, do lực lượng nhân viên cũng khá là một đội bóng như vậy là chỉ có khoảng 12 người thôi, cho nên là phục vụ có khi nó suốt còn sơ sẩy đó quý vị. Cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình và bỏ qua những cái lỗi mà chúng em mình đang không mong muốn quý vị nha. Và có khi mà bà con mình nó giơ tay tôi không thấy quý vị chịu khó giơ thì em lâu xíu thì tràn tới phục vụ liền. Và quý vị nếu mà kêu tên mà không nhớ kêu lại tới đây là tự động quay mặt lại hết nè, nhột liền vậy đó quý vị, ngộ lắm. Dạ phía bên đây là có Nguyễn Trung nè, có cô Thi Diễm, dạ trước mặt em có Út Bạch Khải, dạ chị Diệp Thanh Thanh, mấy nhỏ mặc đồ cán bộ nhìn không ra luôn. Dạ anh Hùng Cường mặc cái áo rất là chói bên đây luôn quý vị nha, đó rất là chói. Anh Hùng Cường là sở hữu một trong những bộ sưu tập vest kim tuyến nhiều nhất Việt Nam quý vị. Ước mơ của anh ta là cuối đời được quấn một tấm vải kim tuyến luôn quý vị nha, chứ không có cầm vải trắng bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một loại tiếp theo, một loại thứ ba. Dạ ai chứng bé có giơ tay giùm em quý vị. Rồi sao à, cái vụ đó phải đứng kim xa luôn hả? Cái đó là ước mơ của em hay quản. Rồi ok, cái đó quý vị. Dạ ngay bây giờ còn quý vị có coi phim Tân Du Hài Kịch không quý vị? Và diễn viên Tân Du Hài Kịch đi sửa sắc đẹp là lấy cảm hứng từ Châu Pha đó quý vị, thấy không? Một trong những nữ ca sĩ có chiếc cằm dài nhất Việt Nam đó, bây giờ thì nó mới tới đây thôi. Tuần sau quý vị sẽ thấy là ở dưới rúng đó quý vị. Cho nên quý vị phải chiêm ngưỡng được khi nào thì chiêm ngưỡng khi đó đi quý vị ơi. Ngay bây giờ dòng lời tiếp theo vẫn là tác phẩm một con gấu lớn. Chúc mừng quý vị đã nhiệt tình, chúng ta đã đến một lần thứ ba rồi. Ngay bây giờ ai có chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu chuẩn bị do số gì ơi. Cuộc đời 31 ơi, 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 31 ơi,
ương hay tình em đó đôi năm tháng xa nhau như còn sóng nhỏ quê mình. Mấy kỳ là mấy kỳ là anh đi châu đất giết cảnh núi xanh nhớ về, đi về nhớ ghé Long Xuyên. Mấy kỳ là mấy
mấy kỳ ra mấy kỳ ra chưa có hết, mấy kỳ lên xuống kỳ ra mấy kỳ ra như có một cái, như có một cái ở lòng xuyên, có cái lòng xuyên làm biến như điên kiều nấu cơm đi lúc mai mày, như có một cái ở lòng xuyên làm biến như điên. Có mười nguyên, nguyên số mười, nguyên số mười vô, nguyên số mười mấy kỳ lên xuống kỳ ra mấy kỳ ra mới một con mà coi, mấy kỳ lên xuống kỳ ra mấy kỳ ra mấy kỳ ra. Mấy kỳ là ai chưa có dế dọc lại ngày dơm tay lên mấy kỳ là mấy kỳ là ai đang đi trên đường đây tay lắm nghe muốn câu hò đến đây vô đây em dù trời khuya anh vẫn đưa em về dù trời khuya em vẫn đưa anh lên tàu 36 con số 10 36 con số 10 mấy kỳ là số kỳ là mấy kỳ là mấy kỳ là số kỳ là mấy kỳ là mấy kỳ là mấy kỳ đây 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 con số 10 con số 10 con số 10 mấy kỳ đây mấy kỳ đây mấy kỳ đây. Không biết vị nào mình tiến sao đến trễ à, phía bên đây chúng ta có thể tiến đến gần để chúng em để thuê một chiếc ghế 5.000 đồng chúng ta có thể ngồi xem đến cuối cùng chúng ta đi ra xác chúng ta muốn gì và sợ mưa tặng gì nha. Mấy kỳ ra mấy kỳ ra go con số 10 con số 10 công chúa gọi ba từng chi mà là tin đơn chồng chưa ra trận đã cũng có về quê xót nhẹ cũng đi hài châu mà ngủ chồng có 41 mấy thì là 41 36 con số 10 mấy thì là mấy thì là người thì đang người thì ra người thì đang 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 người thì ra lên lầu hai làm gì lên lầu hai hai đứa mà lại gai vô yêu em anh dắt lên lầu ba lên lầu ba anh đàn mà em là con 13 con gà tôi con 13 con 13 con 13 hai gì ra hai gì đây nhìn lên trên cao vầng trăng phải sáng mà đêm đẹp như bài thơ cùng hàng hoa thoáng từng đời lời ca lời ngơ đời như áo chờ mong một thành đôi cho những chăn rằm 25 bốn thì ra bốn thì ra bốn thì ra con bốn thì ra bật từ nếu khuya sao mà tiếng chữ gì ta nè sống phong thì còn ngồi đêm nay ngu sống quay còn người đánh say vui đấy ngồi dừng thuyền hôm nay hướng đi của từ vui cái trai tên của ta là một người sơ cảm ơn ông kẻ.
1, 3, 6, 10. Rồi con trai cầm giùm cho cô cái gì. Trời ơi, dễ thương. Cái đúng vậy, bây giờ trong lời đặc biệt đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, mình đã hai người đồng, chúng ta sẽ nhận qua 5 phân vàng tặng phẩm quý vị nha. Rồi 4 chủ nhân 58, 43, 36 và 29. 1, 3, 5, 9 hợp lệ. Và nếu có ai giờ đứng tại một hàng ngang thì chị nha. Rồi, dạ. Ủa, dạ 58, 43, 25 và số 10. Dạ có luôn. Dạ đứng tại một hàng ngang dùm cho con nha. Rồi, 25, số 10, 43, 58, 43, 60 hợp lệ. 4 chủ nhân may mắn, mỗi người nhận dùm em con gấu nhỏ. Phải đó quay lại làm cầu quý vị nha. Mỗi lá vé trên tay là 20.000 đồng, thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận qua một tặng phẩm, đó là 5 phân vàng, đó là một phần quà may mắn từ Sài Gòn Tân Thời. Kính quý vị, và Sài Gòn Tân Thời vẫn sẽ không thâu mua lại với bất cứ hình thức nào, và vui chơi có thưởng chứ không phải cờ bạc, cho nên chúng tôi sẽ không quy đổi thành tiền bạc quý vị nha. Rồi nghỉ bây giờ số mấy đi chị? Dạ 42, em trai nhiêu? 26 lấy gấu nhỏ chị nha. Số mấy đi con trai? 22 lấy gấu nhỏ đi con. Số mấy đây? 51 rồi lấy gấu bự. Rồi em lấy gấu nhỏ nha. Chết cha cô bự quá, cái gì đứng sát sát vô để ướt cái gì ơi. Con lấy gấu bự đi, mà con lấy cái bình ni lông bỏ vô được được nghe. Rồi đây con lấy con gấu bự đi, lấy cái bình ni lông cho em trai đi. Quý vị ơi đứng, và quý vị thương em, và đứng sát sát vô để ướt. Đặc biệt là nhà có em nhỏ đó, quý vị nhường cho các em nhỏ đi trong nha, để định và mấy bạn đi đây nè, đi đây luôn nha. Có ướt không? Ủa em cũng sẽ cản ổng là đừng có mưa, để hát xong nhưng mà mưa. Mà bây giờ sao cản được, đúng không? Tự nhiên ở đây xuống đây mưa luôn. Tại chỗ dơ thì mình cánh tay là ngầu của bà con của bác mình. Về trắng trị làm 20 đồng giá hả cưng. Rồi, bên đây. Ừ, trên đây nè. Đó, 14 cái đậu con này kêu bằng ông kè quá. Rồi, ngồi đi lên. Dạ, rồi bà con của bác mình giờ đi sao thế trễ. Như trong dùm em rồi, mưa nó mắc rượu luôn vậy đó. Rồi, ai chụp dạ ngồi sát trên đây luôn cũng được. Nếu đi có cánh bay được, anh không sao đâu, đừng chừa đường đi. Rồi phía bên đây sao sao tung cái này che lại. Trời ơi, đàn ông con trai đâu, hai đưa hai bà bắt bèo ra giáp cái bụng tụi bay đâu ra, thả cái tóc giả ra thêm hai bà coi bà nội cha nó thiệt. Rồi cái con cầm giả trong đi ra nữa, lỡ phim trúng cái cầm rồi méo cái mặt rồi sao. Trời ơi, người đàn bà sức thật sức mạnh phi thường. Trời ơi, ghê không? Ông nội ơi, bánh bèo mạnh dạng dễ sợ. Rồi, cái đó quý vị, và bây giờ dòng lại đặc biệt còn hai giấy chót từ đẹp ăn hàng quý vị. Bên đây cho em, cái bé giơ tay lên quý vị nha. Kì ghé, bên đây ơi, đó, đi làm ơn để giùm em. À, quý ơi quý, Hà Trăng Quý, nhớ cái tên cút cơm đó mà quên cái nghệ danh đó quý vị. Thí Diễm, đúng rồi, Thí Diễm. Ờ, anh Quý đó, lộn, Thí Diễm ở phía này nè cưng. Trên này nè, một giấy chót cái này. À, trên đây là cưng. Rồi, cái đó quý vị, và bây giờ chụp lại đặc biệt đầu tiên buổi tối ngày hôm nay, và ai chưa có bé giơ tay lần cuối, và lúc này đã có bé rồi, và cùng muốn mắt mình sáng chuẩn bị dò số nhé. Hey, con 13, con 13, con 13, con 13.
Trời ơi, cái gì mà quá trời quá đất mà hơn vậy nè.
quý vị thân mến để công tâm nhất thì em xin mời một khán giả nó bước lên hỗ trợ dò giùm em, xin tặng hai bé một lời tiếp theo được quý vị. Dạ rồi, xin mời anh ra ngoài đây nhé. Lên 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 và đứng đứng ở chỗ sofa dò giùm em nha. Rồi kính quý vị, và mã số vòng loại 2533 có trên bảng đề quý vị nha, với các con số số 5 vừa đi qua có 17 có 1, số 5 có 2, số 5 có 2, dạ 30 của bà 50 có đủ. Dạ hợp lệ, chúc mừng chồng bé yêu, ta mừng quá mừng. Rồi 2533 dòng lệ hợp lệ đúng vậy, số 5 có 1, 15 có 2, 25 có 3, 46 có đủ. Chúc mừng trời ơi, thật quá. Rồi hú hùng, cái hùng còn nguyên. Rồi 2511 dạ số 5 có 1, 17 có 2, 30 có 3, 50 có đủ. Chúc mừng hết hồn, cái hồn còn nguyên. 2511 hợp lệ dạ số 5 có 1, 17 có 2, 21 có 3, 30 có đủ. Chúc mừng chị, trời ơi bây giờ lô tôm như điệp viên, điệp khẩu trang nữa. 2533 dạ số 5 có 1, 13 có 2, 21 có 3, 50 có đủ. Dạ lưu ý là hai vé một người một đúng quý vị. Bả đi chơi lô tô anh em cái gì theo mà bả hơn dữ vậy trời. Số 5 có 1, 17 có 2, 21 có 3, 30 có đủ. 2533 có nghĩa là người trong pha nhớ là quay chị thứ hai cho anh lần nha. Rồi 2511 hợp lệ quý vị, số 5 15 25 46 đúng không? Có đúng. Dạ dạ rồi, chúc mừng anh nha. Trời ơi đẹp trai quá gì nè. 2511 số 5 có 1, 13 có 2, 21 có 3, 50 có đủ. Ví dụ mình không lấy vàng mình lấy chữ D chịu không? Đó trời ơi bắt đầu liệu liệu luôn, đầu hỏi chi cho nó dùng vậy. Rồi đi đây ơi, hơi quẹo quá, đưa cho ba mình hai vé nha. Rồi cái đó gì mà bây giờ chúng tôi sẽ bỏ tất cả cho ba như lần đầu đó, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ bắt đầu đẩy ra giữa sân khấu gì nha. Và quay banh, quay banh, dạ anh trai nhau là lấy trước, mấy người lấy trước thường là số rất là nhỏ của chị. Dạ, rồi lấy ra đó chụp liền. Trời ơi đàn ông gì mình lạnh lẽ anh sợ thế ớt gì đó. Rồi đó chị ba mình thứ hai lấy đi chị đó. Rồi cái này là hai trái gì nha, là hai trái một người mà trúng cái hai vé là không biết ba cái gì mà ba hơn quá. Mai cho em xin cái thực đơn nha chị. Rồi tiếp theo áo đỏ luôn. Rồi ngay bây giờ áo đỏ luôn, trời ơi tưởng cho nó đỏ ai giờ nó dính trên cái thay. Rồi áo hồng luôn cái gì, bánh bèo hồng luôn. Ấy xa người kinh nửa chị nhà đầu tiên xin được bà nội cha nó bắt vé chứ được bà không cháy vé dù nữa, mày mặc áo mưa nữa, mày là đàn bà con gái mặc áo dây vậy đó hả quỷ. Rồi số mấy dạ cầm cái thay lại đây chị ba, cái thay, cái thay. Dạ 41 là chị ba cái bên chị dặn từ bắt đầu, em cũng đã bắt đầu câu số 1. Dạ 17 quý vị nha. Dạ để đón nhỏ cho em 29 chia tay với 29 luôn. Số đầu tiên là 38 chia tay luôn, chẳng nhỏ hơn 41. Số 9 về chỗ quỳ gối luôn, hai con gấu nhỏ giùm em. Dạ 18 luôn, gấu nhỏ luôn. 11, 41 còn dạ chị ơi. Dạ hồi nãy ai 38 à? 38 lấy một con gấu lớn giùm em nha. Dạ một con gấu nhỏ, con gấu lớn rồi. Và cho hỏi cái ghé ra đây đụng mưa hơn thì sao? Dạ đi chơi, đúng rồi. Rồi cho em hỏi là chị từ đâu đến và tên gì em biết không? Ở Gò Vấp chạy xuống đây hả? Trời ơi, là lần nào chị cũng chạy xuống hay là có công việc đi ngang? Dạ, nhà mẹ Bình Dương đến chơi đi, rồi chúc mừng chị nha. Rồi đây em gửi chị dạ nhẹ nhàng năm phân nhẹ nhàng có giá chị coi đi nè. Đó hợp lệ ha. Đây địa chỉ có thể mua thêm hộp sò ăn hoặc là nhồi vô mua thêm món khác được. Anh em luôn cảm ơn chị rất là nhiều. Chị dòng sao có ủng hộ nữa không? Có đường trăm vé chị liền mấy đứa ơi. Rồi trong tiếp theo mấy chúng ta hướng mắt thì sao chuẩn bị cho số luôn vậy đó. Mấy gì đang cười gì đang bay gì đang trở lại đây, trở lại đây mà nghe tiếng xuống mấy gì đang bay gì đang bay gì đang mấy gì đang bay gì đang bay gì đang bay gì đang. Anh chưa có ghé trong loại này, giơ tay lên trong loại mà bình thường quý vị nha. Mấy gì đang xuống gì đang mấy gì đang bay gì đang bay gì đang. Anh chưa có ghé trong loại này, giơ tay lên, giơ tay lên đợi một chút bà con ơi. Mấy gì đi xuống gì đà quý vị ơi, quý vị mà chút nấu mà nó sợ bị ướt đâu, quý vị liên hệ với nhân viên đoàn để xin bình của quý vị nha.
số 6. Còn số 6 còn số 6 còn số 6 ai chưa có chết thì gặp gặp vô con số 6 mới. Một con mối một con có số gì đây? Số gì đây số gì đây? Từ miền Nam đến ngược mà ra bắc, mang theo câu hòa từ đi chiến dòng sông, mang theo tấm lòng con trai. Rồi, con chúc mừng cô nha.
giống y luôn. Dạ 43, 37, 24 và 69. Dây vàng 1192, hai dòng loại, hai chủ nhân may mắn. Rồi bây giờ quay băng ha. Dạ đây là một trong những cặp song đấu mà độ tuổi trên lệnh nhất từ trước tới bây giờ. Số mấy? 51. Dạ số mấy vậy con? Số mấy vậy? 11. Trời ơi, hai con số nó cũng trên lệch nhau như vậy luôn. Rồi cái bây giờ con tặng con gấu lớn nha. Rồi giờ cô tặng con một con gấu nhỏ được không? Dạ cô lấy ba con nhỏ. Dạ được luôn con ơi. Con lấy cái bịch bỏ vô, quẹo qua cái chú như con heo bên đó đó, lấy bịch bỏ vô cô. Dạ. À nói như vậy thì tội nghiệp cho con heo quá. Rồi cái đúng vậy. Bây giờ trong lời tiếp theo đã đúng thuộc dự bà con của bác mình. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình vào lời đặc biệt thứ hai của tối ngày nay quý vị nha. Và đáng lý thì sẽ rải cho nó đều hơn, nhưng mà do trời mưa để cho bà con cô bác mình ở đây nó vui được chừng nào thì hay chừng đấy. Giống như mấy đêm diễn trước quý vị em nói rồi, tháng này là tháng mưa gió bão bùng, có khi mà mưa mà trễ thì em còn diễn, trước khi mà mưa buổi chiều rồi thiệt sự là do cái phí nó rất là nặng, có khi là em xin phép là off luôn, không có diễn luôn cho bà con mình thông cảm dùm cho đó. Nhưng mà lỡ là mình chơi đụng đó bà con ngồi nhiêu mình chơi nhiêu quý vị ha. Dạ cho nên là lời tiếp theo là đặc biệt luôn, lời lỗ không quan trọng, vui là chính. Rồi quẹo ngay luôn. Rồi quý vị thân mến, và trước mặt đây nè, PD ơi, PD kêu PD đó, chịu kêu tên cũng tên Quang đó này nè cha. Trời ơi nó bán méo túi ngực luôn. Trời trời không đi sửa cái mặt kia, giờ đi bán giờ đâu dám chạy đâu quý vị, đi từ từ thôi. Dạ chạy nhanh cái càng nó tuột đó quý vị. Thiệt quá tôi sợ lắm, không hiểu sao nó sửa cái mặt nó vậy đó. Nó có 1.5m mà nó sửa cái mặt nó là hết là 1.38m rồi. Dễ sợ. Rồi cái đó quý vị mà bây giờ dòng lời đặc biệt ai chưa có vé phía trên này cho hai. Phía trên này nha. Rồi quý vị, trong khi thời gian phục vụ thì em cũng xin và thông qua luôn và riêng với Sài Gòn Tân Thời thì có rất là nhiều những sản phẩm dành cho bà con mà muốn theo dõi online đó, thì quý vị có thể ủng hộ trên YouTube đồng Lưu Tư Sài Gòn Tân Thời. Thì chúng tôi sẽ thực hiện live stream đêm diễn mỗi hàng đêm luôn quý vị tại sân khấu là Cung Văn Hóa Lao Động. Còn với kênh giải trí Việt dạ thì live stream đêm diễn tại Kawazo Bình Dương cho quý vị là ở xa có thể tiện theo dõi những cái hoạt động của đoàn. Rất là mong quý vị cũng sẽ subscribe hai cái kênh này giúp cho em ha. Rồi tụi em cũng chuẩn bị được 90.000 hơn rồi, đợi 100.000 tụi em lĩnh cái đống bạc ăn cơm lớn quý vị. Rồi ngay bây giờ quẹo qua đây luôn nhà. Dạ, ai chưa có giáo quý vị cứ ngồi yên tại chỗ. Vòng đời thứ hai vẫn là tặng phẩm là 5 phân vàng may mắn dành tặng cho quý vị. Lô tô nó khác với cờ bạc ở chỗ là mình mua vé coi văn nghệ và có thể có cơ hội để mình hồi hộp theo từng con số và nhận quà, chứ không phải là cờ bạc quý vị nha. Cho nên có nhiều khán giả rất là hiểu lầm là vậy mình trúng vàng vậy đó mình có được đổi lấy tiền không, hay là ví dụ như cái trùng thì mình có được chia ra hay không. Dạ không quý vị. Dạ tụi em coi đó là một phần tặng phẩm may mắn chứ không phải là một cái số tiền gì hết. Cho nên quý vị thông cảm giùm cho em nha, tại vì em muốn cho nó thật sự là văn minh lịch sự chứ không phải là cờ bạc trá hình. Rồi ngay bây giờ còn đợi tiếp theo quý vị cũng có thể thấy những diễn viên của chúng tôi đi bán. Dạ xúc mồ hôi cái gì vậy? Trời ơi bà Cẩm Nhung bà nhỏ con lắm sao bà leo lên bàn đó. Dạ bán vé đó quý vị, mặc đầm đuôi cá mà đi bán vé rất là cực khổ quý vị nha, mà không có ai mượn hết trơn á, mình mặc quần sọt cũng được nữa, ngựa đi mặc đầm đuôi cá gì đó rồi leo lên bàn không được. Rồi cái đó quý vị bây giờ trong lời đặc biệt ai có chân tay hướng mắt mình sẽ bắt đầu do số gì ơi. Trở lại đây mà nghe kêu số mấy. Đi ra mấy ai chưa có tiếng giọng lời này giơ tay lên á, anh hùng đường thẳng luôn anh ơi. Mấy đi ra phía bên này, ai chưa có vé có người đi chung phía bên này. Mấy đi ra số, đi ra mấy, đi ra bốn, đi ra bốn, đi ra bốn đầu tiên. Đi ra bốn ai đang đi trên đường đây, tai lắng nghe bốn câu hò đến đây. Vô đây em, dù trời mưa anh vẫn đưa em lên phà, dù trời mưa anh vẫn đưa em qua phà. 43 ai đưa ra nói với em đó. Dạ ok rồi, cái tên gì quên Lucy và 500 đặt tên Việt Nam không đặt đâu, đặt tên nước ngoài tao quên hết. 43 mới một con cái diễm ơi trời đánh chết em coi nó kìa, nó bán vé nó đòi chịu lộ nó băng quá trời đánh á. Vô
gì ra, cái đâm gì ra, đâm gì ra. Thương ba cô gái, thương ba cô gái ở nhà lai. Cô cái cha lai ngồi chậu lai lai, chứ hậu lai lai từng phát tới nhiều. Thương ba cô gái ở nhà lai ngồi chậu hai ngày. Em mà đang 52, em mà đang 52, 52, 43 rồi 52. Gió kim thầm đó hút kỳ mà mầm đen, phúc tháo mặt càng vàng.
con số may mắn là giải có một sự nhân duy nhất. Còn ai không quý vị ơi? Còn ai nữa không đang chờ đợi? Dạ. Không lẽ chị hên hú hồn như vậy sao? Dạ rồi, bây giờ đợi chút xíu quý vị nha. Và vòng đợi đặc biệt 2585 hợp lệ quý vị nha. Hồi nãy con số cuối cùng là số mấy? Dạ 31. 31 vừa kia qua. Dạ có 1. 43. Dạ 2. 59. Dạ 3. 17. Dạ có luôn. Quý vị thân mến, nếu quý vị không tin tưởng, quý vị có thể lên sân khấu đối chiếu lại dùm em được mà. Có ai còn ai may mắn trúng thưởng xin chờ đợi trong phút nữa. Quý vị cứ giơ tay thì chờ đợi quý vị lên nhận thưởng nha. Rồi nếu mà không xin trao tặng phẩm luôn. Bây giờ trời có một mình bả trúng mà hay dữ vậy ta. Rồi giới thiệu về mình trước nè. Em tên Thanh. Em tên Thanh từ đâu đến nè? Em từ Chánh Diện Thủ Thiêm 1. À, Tránh Diện Thủ Thiêm 1 ha. Bây giờ trời sao mà em hên quá vậy, chị đang tìm giáo giá có còn ai nữa không mà có mình em thiệt luôn. Trời ơi hay dễ sợ. Đây tặng phẩm dành cho em, nhẹ nhàng 5 phân. Rồi lần này là lần đầu tiên đến đây hay là có nhiều lần rồi? Nhiều rồi hả? Chồng này mua mấy vé? Một vé một thôi quý vị mà hơn vậy đó. Rồi thôi bây giờ nè, chị mở ra cho em đối chiếu lại nha. Có cái tên trên này em có thể đổi cái size bự hơn hay nhỏ hơn gì đó đây cho nó vừa cho đẹp. Cảm ơn em, tặng em ha. Rồi thank you. Rồi cái đúng cái này là bây giờ là tiếp theo vòng lại bình thường. Và tối hôm nay có trục trặc chút xíu là thời tiết nó không có đẹp lắm đó quý vị, cho nên là tùy phục vụ hoặc là nhanh tập lệ mà con mình không chờ đợi lắm mà hai màu đông thể. Rất là mong quý vị tôi sẽ ủng hộ qua từng vòng lại thường cũng được, đặc biệt cũng được. Em gói thiệt là nhanh luôn để cho bà con mình đã không có mất thời gian đến đây phải và có niềm vui mang về, có quà tặng mang về quý vị ơi. Rồi trong khi phục vụ cái đường chơi sơ sót, mong quý vị tôi sẽ được thứ bỏ qua cho đồng đoàn. Dạ, ai đi sao tới trễ quý vị, cái quẹo để lấy ghế ngồi bên nha. Còn trời còn mưa không quý vị? Còn không quý vị? Dạ còn mưa, dạ quý vị ở trên xíu nữa về. Rồi, ghế bây giờ còn lại tiếp theo là bình thường. Dạ, ai chưa có dám quý vị ngồi tại chỗ giơ tay giùm em. Các ta là quý vị là mềm ủng hộ và thích được tinh thần cho tụi em. Rồi, riêng với tất cả quý vị khán giả yêu mến sau đoàn tinh thần và đang theo dõi Miss Loto mùa thứ 3 thì xin có lỗi với quý vị luôn. Cuối năm tuần này tụi em sẽ bắt đầu lên trailer tập 6 và thứ 5 tuần sau nữa thì mới có tập 6 quý vị ơi. Vì lý do dạ hiện tại là công việc của tổ dựng phim quá tải cho nên là nói là ngay tụi em cũng hên được trúng quảng cáo cũng khá là nhiều cho nên là dựng nó hơi trễ chút xíu. Quý vị thông cảm giùm cho em nha, nhưng mà sản phẩm cũng là rất là chất lượng để gửi đến cho tất cả quý vị, cho nên rất mong quý vị mà đi mà nghe mà cái lịch phát sóng mà nó có trễ một tuần đó quý vị thông cảm được, có chửi tội nghiệp lắm, phải bỏ tiền phát miễn phí hết quý vị, chửi tội nghiệp em lắm. Một tập mấy chục triệu tự nhiên phát lên trễ chút xíu mà chửi tan nát hết trơn, giống như dòng họ em tiền nhà nói vậy mà ngồi nhà coi chùa đó quý vị, nó vậy nó khổ lắm. Cho nên là rất mong quý vị sẽ ủng hộ bằng cách là bình luận hoặc là băng minh để cổ vũ cho tất cả các thí sinh mùa này quý vị nha. Và ngay bây giờ vòng lại bình thường tiếp theo của bé trên này, chúng ta còn hướng mắt là sẽ nói đầu giờ xấu gì á. Không biết nhiều sửa sang cho Tú. Con số 1 số đầu tiên. Con số 1 số đầu tiên gặp cho bà con ơi. Con số 1. Mấy gì ra số gì ra mấy gì ra số gì ra. Mấy gì ra về tới đầu làng. Con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng qua nhiều cầu tre. Qua mấy con đê toàn là hai phai. 42 con số 1 42. Mấy gì ra số gì ra. Mấy gì ra vô 42 bốn gì đây bốn gì đây bốn. Ai đưa chú mình chạy 200 ngàn mình đưa tay giùm em không ạ? Chị đây nè, Thảy ơi, chị gái bên đây nè. Bé An đây chị gái bên đây là nói chuyện đưa tay em, chị đang hết tiền áo mà chạy 200 ngàn ạ. Cái gì? Lưu Vi cũng chưa thối tiền luôn.
là trời nó có cặp luôn, mèo mã là rồng đi chăng. Nhẹ lên. Trời. Hết nhiêu vậy anh? 4 triệu. 4 triệu bà nụ cha mày. Nhiêu? Nhiêu vậy anh? Anh ơi nhiêu nói chuyện giùm em. Alo alo. Anh Khải. Số mấy? Hỏi nhiêu con mất trí. Mày chết mày á mày rồi. 100 ngàn. Trời ơi trời. Con này bữa nay nó búi cái đầu cao rồi, nó thần kinh hay sao quý vị ơi. Chắc mày hiền quá. Rồi thối tiền đi cưng, xin lỗi bà con cô bác mình nha. Nhà BD nó hay lẫn lắm quý vị, tại đội tóc giả nó vậy đó. Rồi vô quý vị ơi. Mày là số chị là con số 142 ơi. Các chị không có đội tóc 142 giả. Cũng biết ông cần phải giải hết mấy gì là tú gì là mấy gì là ba gì là ba gì là ba gì đây cái ba gì đây ba gì đây. Thưa bà, dừng nhạc đi cha. Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Chào chị Hòa là đầu lá nước tuyết trở về đây từ chị Hòa hay bố lá. Thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Đạp xuống hàng đội cho tuyến trở về đây hả? Bà đã không bò mà nhớ gì cái làm gì? Công nhận bà không đẹp mà bà còn điếc nữa. Nói lại cho ta nghe lần thứ ba. Bà ơi tôi sẽ ra đi để đưa tiền một mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán lạ xinh hài, dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trình. 39 vô 39 39 cái 39 số gì là con số gì đây, số gì đây. Mùi tóc là môi da thiên tình, em xin gửi lại anh nhớ tất cả cô vui em cũng xin chào lại anh. Dù mãi em thương nhau từ từ em vẫn nhớ mỗi tình đầu. 20 nguyên. Số gì đây. Kể từ lúc cung son đang về thơm bước theo hào chuyên mới thay thì ra một bạch diễn xưa. Hai đứa trong đêm khuya ứ ừ. Còn số từ gì đây. Số gì đây, số gì đây. Lô tổ lô tô giả trí mà lô tô. Quý bà quý cô hãy nghe mà cho kỹ. Đừng suy đừng nghĩ để lỡ giấy cờ kinh. Rồi cái bụng mà nói em mà kêu lộn. 54 con người gì đây, vui vì gì đây. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Búp bê này là tóc vàng. Búp bê chào đi áo. Cùng vui hát lên nào. Cùng vui hát lên nào. Cùng vui mua lên nào. Cùng vui mua lên nào. Anh đang yêu em, yêu anh yêu em. Kể mẹ áo cha mi ạ. Ổn vậy trời ơi. Hát lại. Anh đang yêu em, yêu anh. Cha mi ạ, mi ạ, mi ạ, mi ạ. Còn 16. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Bốn gì đây. 50, 15, 20. Bà nhà con nít cũng biết chơi mà. 50, 15, 20. Bê đê bóng kính là cũng biết chơi. 50, 15, 20. Bê đê bóng gió cũng biết chơi. 48 Anh chị đến bên em luôn vậy.
trong sao. Năm mười sáu năm mươi sáu, năm mươi sáu xuôi từ đà bay từ đà, xuôi từ đà bay từ đà quang. Đi gói qua, lên nhà hàng. Lục Bình mẹ con. Đi cho mẹ con kiếm cái gì ghi hai con. Đéo sao con vô theo bảo tàng của chùm. Đầu sạch không cây lối chi sao hoàng gia nhân tâm đồng tình. Đời có muôn thương chính lý, nguyện nghe bên chiếc lăng cùng bồ. Bao ta ông bà gửi chốn tặng quà. Để thăm tuôn ra chàng ơi dơ dàng. Con mười ba con xuống về đây, xuống về đây, con hai về đây, hai về đây. Chiếc xe mini vậy mà 200 mét. Con kinh ngồi trước ấp ba mà ngồi sau. Hai đứa tàu lau chạy về mà nơi nào. Hai mươi sáu xuống về đây, hai về đây. Hai về đây, hai về đây. Anh nghe gì con với anh. Con chim nó hót nghe câu cần anh. Nghe gì con với anh. Nó hóc cây cầm ra đây. 23 mấy thì đây số thì đây mấy thì ra số thì đây. Dù tay đất trời chưa buông nghe tình tay nghe tên đôi đi. Hey! Ngày nào tôi thân nhiên quá nghe tình như mặt cờ mặt đồng. Vì anh yêu em nên đã sao đủ hồi cho em nóng cháy. Điều mà cô tao hay thấy ôm ngất ngây. Con số 7 con số bảy số về đây xin về đi số về đi số về đây. Tiếng tiếng xa xa trường nhìn từ ngoài sáng đã gieo kinh hoàng bao ngày hàng trăm sĩ phu dung lòng tâm lòng thương ơn chỉ phụ cứu dân cho trời nam sáng người ý thì cũng vui nguyên nguyên bốn mươi là tâm nhé cờ hên. Vòng loại đặc biệt tiếp theo, vòng loại thứ 3 sẽ ra cuối cùng cho bà con cô bác mình thật nhanh, thật lẹ bà con cô bác nha. Rồi rất mong quý vị may mắn được giải với lịch sử khó nhận thưởng dùm cho em luôn ạ. Rồi em gái lên đi cưng. Hay quá, hồi nãy trúng rồi, bây giờ trúng nữa phải không? Trời, chỉ một cái điểm gì đó. 1379 hợp lệ, dạ. Số 4. Dạ có 1. 13. 2. 26. Dạ 3. 40. Hợp lệ. Hợp lệ thì chị còn ai nữa mà. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ là vòng loại đặc biệt thứ 3 của buổi tối ngày hôm nay. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bốn đoàn quý vị nha. 1378 hợp lệ với các con số may mắn số 7. Dạ 1. 20. 2. 34. 3. 48. 34 hả? 34 có chứ quý vị. Chưa. 1. Đâu chỗ nào anh? À dạ. 13. Dạ 1. 26. Dạ 2. 40. Dạ 3. 56. Hợp lệ. Hợp lệ, trời ơi. Chơi gì mà là hò 2-3 chỗ vậy ha. Rồi 40. Dạ 1. 56. 2. 23. Dạ 3. Số 4. Hợp lệ. 1379 hợp lệ. 3 chữ nhân may mắn. Rồi bây giờ mình cùng quay banh nha. Ai có số banh lớn hơn nhận gấu lớn, ai có số banh nhỏ hơn nhận giùm em gấu nhỏ. Cứ đúng quý vị mà bây giờ vòng loại tiếp theo là vòng loại đặc biệt. Với lại là 20.000 đồng chúng ta sẽ có cơ hội nhận qua tặng phẩm và giá trị phong đổi là 5 phân vàng. Số là mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời qua từng vòng loại quý vị nha. 41 số mấy anh? 24. Dạ. Dạ lấy gấu lớn, chị lấy gấu nhỏ giùm em. Nhảy qua luôn. Rồi ai cũng dễ giơ tay cho em quý vị nha. Mấy thì đã số thì đã mấy thì đã cuối đường băng. Cuối đường băng mấy thì đã mấy thì đã. Số thì đã mấy thì đã mấy thì đã mấy thì đã. Đúng hành dài quá thân là trai. Từ hình dung dáng đi là trai. Trai là trai là rút ăn đầy. Lương tâm má cầm cục đá chọi rút ăn đầy. 22 vô 22. 22 làm thế bây giờ 22 mấy thì là vô. Vô quá 22. 22 mấy thì đây có 10 thì đây 10 thì đây 10 thì ra 10 thì đây 10
14, con 14, nhột ra. Con 14, ra ra. Con 14, con 14, con 14, con sông về đây, con 10 về đây, 10 về đây. Đi trên sông vàng một đêm trăng rằm. Mạnh theo của anh, sông có lòng ai. Mấy say em hả, có sát lòng lành. Mà cả dòng sông là hương lúa ngọt ngào. Con 19, hả? Con 19, con 19, con 19. Thì anh, cái gì? Anh tự nhớ đi. Ừ vậy đi. Lên nhạc đó anh. Con 19. Chưa thứ tiền anh. Nhạc 100 không? Mày nữa. Tắt nhạc. Ai vậy anh? Chỉ thẳng mặt luôn đi anh. Anh cứ chỉ thẳng mặt đừng ngại. Tao quất liền tại chỗ. Mày là không phải em đó hả? Không phải em nào đâu phải em. Chắc anh chiếc quốc chính là mày quá. Rồi cái đúng cái gì? Hả? Sao phải? Ai cũng có lâu lâu cũng có người ta quên chứ không làm gì thì khó mà vậy. Để gửi tụi em hát tôi bán vé đi thì tôi chỉ bán vé thì ai cũng phải có một lần làm lỡ mà. Trời ơi mày gửi mày trả lương ngược lại cho tao đi rồi mày yêu cầu rồi chị sang đoàn cho em đi á. À, đù nó lật kèo hoạn một thì chết. Ê mày cũng tin Thải tao cũng tin Thải sao mày mất dài quá vậy mày. Chứ bây giờ chị kêu trả lương cho chị thì phải có đoàn em mới trả lương. Bây giờ chị sang đi Lâm Quang Khải kiểm cho Trần Quang Khải. Bây giờ ai kêu mà đoàn sang đoàn qua đây. Qua đây. Nhưng mà quan trọng tiền mày có tiền mày chung không á. Quan trọng có tiền mày chung không á. Xu đó. Bây giờ cho thì được. Ta đợi lắm, ta đợi đứa nào chạy qua bển luôn. Ta ta làm luôn một chặp. Chơi hèn. Đi đi mà còn hèn nữa. Cúp này mày phải chết mày à, mày cho tao nè. Tối nay cúng giường hội lấy lương nha con. Rồi vô. Mấy gì ra vô. Mấy gì ra cho số lại mà con nha. Mấy gì ra con 14. Con 14, con 19, con 19, 22. 22, 22, mấy gì ra vô. Ba thì đây, từ miền Nam đi hướng ra Bắc,
theo câu hỏi đường đi những dòng sông đang theo nắm lòng con trai tình tình đưa đèn về nhưng sao tiếng đi chung tình 39 là tâm đen gờ hơn. Có một người đặc biệt vừa qua con số 39 là con số đồng giải á. Xin mời tất cả quý vị nào mình đồng giải thì tiến về sân khấu tiếng em vào số lại ạ. Chúc mừng anh nha. Còn ai về bắn đồng giải một lời đặc biệt vừa rồi và nhanh chân lệ tay lên sân khấu nhận thưởng giúp cho em quý vị nha. Và chúng ta sẽ đến một lời đặc biệt còn lại sau ít vòng nữa. Và cái bây giờ là vòng lời bình thường giá trị đã tới không đổi 10.000 đồng. Rồi, ngay bây giờ hai chủ nhân thôi mời một khán giả may mắn bước lên hỗ trợ dò em ra áo xanh lên đi cưng sẽ tặng cho hai bé vòng lời tiếp theo nha. Rồi lên đi cưng. Rồi, ngay bây giờ xin mời em cầm mic lên và hỗ trợ dò là giùm chị trong lời 2582 hợp lệ. Và chúng ta sẽ có các con số may mắn 39. 39 có 1. 26. 26 có 2. 19. 19 có 3. 56. 56 không có không được. Dạ chúc mừng anh nha. Cứ nói là có là được rồi, còn không có người ta bắt lỗi với cha. Rồi 2581 và 39. 39 có 1. 22 có 2. 4. Số 4 có 3. 54. 54 có đủ. Rồi hợp lệ luôn, hay quá, tặng cho em hai con bé đồng tiếp theo nha. Rồi pha tặng cho em cho hai bé, cảm ơn em nhiều lắm. Rồi kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta có hai chủ nhân. Thôi mời Cường bỏ tất cả các banh vào lần cầu và chúng ta sẽ quay băng xem ai là chủ nhân của giai đặc biệt thứ ba quý vị nha. Trong khi đó bộ đội bắt đầu phục vụ vô lời bình thường của vòng lời tiếp theo. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình. Rồi quý vị ơi, do trời mưa ra cũng lúc này sự cố cũng không có mong muốn, cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ đời đến phút cuối quý vị để chúng ta cùng tham gia với tâm trúng thưởng. Rồi trời áp lực quá. Chào ơi, ở quay cho anh chào ra ngoài luôn. Rồi nè em, bên đây qua đây giúp cho em. Trời ơi, 59 mẹ đó rồi. 31. Trời ơi, 59 luôn rồi. Chị buồn với em không thấy gấu lớn chị nha. Rồi chúc mừng anh rồi. Anh là một trong những khán giả đến đây từ rất là sớm luôn. Anh hỏi là em, cho em hỏi là lộn là tự nhiên anh luôn. Cho em hỏi anh đó là một chồng vậy anh mua bao nhiêu bé? Năm sinh em bốn vé. Trời mà đêm nào cũng thấy chưa nghe. Em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cho em hỏi tên và địa chỉ của anh được không? Bình Dương. Má nguyên gạp ở Bình Dương hết đó má. Bình Dương Phú Hòa. Phú Hòa anh. Dạ anh tên gì vậy? Lê Nhật Hân. Lê Nhật Hân hả? Nick Facebook luôn không? Lê Nhật Thanh phải không? Rồi đây tặng anh Nam Thân. Tổ hả? Tính tưởng dữ vậy hả? Lớn chổng là bằng bạc hay sao? Dạ. Rồi nói vậy thôi chứ đâu có trao gì được. Mà nếu mà xuống dưới mở mà không có lên quýnh tôi liền. Rồi, cứ đúng vậy và cái bây giờ dòng lời tiếp theo. Dòng lời tiếp theo cho bạn bình thường. Dạ, ai cho bé có hiện giơ tay tại chỗ dạ, dạ phía đây luôn. Rồi, quý vị và dạ, thông cảm nha. Châu Pha nó đi nhanh không có được quý vị. Cái lỗ mũi còn đang nhúc nhích đó quý vị. Thông cảm giùm cho em. Và dạ, cấu hình nó chưa có ổn định đó. Rồi, mà con bác mình đi sao thấy trẻ ủng hộ dùm cho Lucy nè, Lumi nè. Rồi, Úc Bạch Khải nè. Con nhỏ Kim Tiến là An An này và mỗi bé chúng có 10.000 đồng cho một lời tiếp theo đó không có bị sợ hoài nhiệt tin. Rồi ngay bây giờ có thấy một lời tiếp theo mình hướng mắt từ khó bắt đầu dò số người ơi. Mấy chị số chị đã mấy chị đã trở lại đây mà mình kêu số mấy chị đã 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 út mà phải còn mấy chiếc chốt mấy chị đã số chị đây mấy chị đây mấy chị đã 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 anh đã bao đêm bao ngày không ngừng tạm sống bên nhau trong hạnh phúc êm đềm. Rồi.
55 có 55 có 55 55 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, trong thuyền miền châu còn đâu mà duy ngờ gì kìa, ta tới đánh cắp cái đỏ và cái đi bạc kè dài làm cho phụ thân bao điều mà quy phúc con người phố 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 số gì đây, số gì đây, số gì đây, này ngựa ô kiêu gia em khó không sao có họ điều lý bến già ơi bằng qua núi đồi cao cao chẳng chung đưa chàng về vĩnh xa tuyến quý chung tình 49 49 49 và tập vẽ chùa kinh cái dọn số nữa mấy chị đây, mấy chị đây có ai đợi chưa, giơ tay lên, giơ tay lên, giơ chân lên, mấy chị đây đợi hàng mấy, đợi hàng mấy cái mấy chị đây, mấy chị đây quá trời, hàng 4 hàng 3 em kêu hàng 2 hai chị đây, hai chị đây, hai chị đây, hai chị đây, hai chị ra, 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 anh nhớ như xưa còn thơ cùng em hát đôi ca mộng mơ lắm, nhớ mai tuổi thơ sao đẹp xinh khi bé thơ hay rồi em mới là cô bé con mơ từng yêu à, ai cha trái tim anh đây cuồng đau, 22 xinh nhà mày vô xinh nhà mày thì ra gió đưa cây gãy về sao cao cấp ở lại kiểu đời đắng cay, 27 cái này nó có người kinh nè mấy ai đợi hàng số số nhà một rạp ra một rạp số người ra một số kia ra số kia ra mấy kia ra số kia ra số kia đóng đất quyền số kia ra số kia ra số kia ra thương con đau thương bao nhiêu thương con đã ăn giác mẹ hay vui sướng biết bao con như sống bao tháng ngày lặp lại theo đeo nuôi con thì cho hết khổ đau con số 4 con số 4 con số 4 rồi quý vị ơi từng giờ tôi xó sẽ bé vì vừa qua có chuyện anh tụng nhạc con số 4 luôn nha, dạ em hát vậy đó quý vị mình đón rồi cho chồng là ký hiệu nhà 11819 và đúng ký hiệu số 4 vừa kia qua dạ có 1 27 dạ 2 tuổi cho qua 38 dạ có luôn tuổi Diệp Thanh Thanh 55 có luôn rồi hợp lệ chủ nhân thứ nhất chủ nhân tiếp theo và ký hiệu 1189 rồi đúng ký hiệu số 4 dạ 1 16 2 ý ố 14 ừ có 26 dạ có sau cùng 58 hợp lệ cái gì anh cái gì vậy rồi còn ai không rồi hai chủ nhân chúng còn quay bánh thôi rồi ai số lớn nhậu nhận qua con số lớn nha qua đây con gái của mẹ đây ăn xuống dưới đi anh trời ơi 53 con gái con mấy gì con gái trời cái 20 mà con ơi con lựa con heo đi đầu dơ sớ lắm cái gì nhá đi ra mấy đi ra trở lại đây mà cái chữ số mấy đi ra 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 số đi ra trong căn nhà quan dường như có ma nó lú đầu na là cái hú không ban đầu cái nãy cả nó trắng tinh nó lú đầu na là em cái giật mình ngày từ ngày vừa qua đầu linh nói với em mấy gì bà nội cha mẹ em gái mưa hả? Mày hương tràm hả? Trời mưa, tại bà ông mưa. Trời ơi là trời. Sao con trời ơi nó cũng hà nữa. Cái mặt vô con chó vậy sao đụng mà con hay hù con nít. Nè nè, anh này có chó sẵn luôn này mày xuống đọ thử đi. Có khi mày còn xấu hơn nó nữa đó. Rồi, vô. Có gì đây? Có gì đây? Con xuất gì đây? Con mười gì đây? Mười gì đây? Má của em biết buông mà biết ba rủ bánh trăng biết trăng mà bánh xèo gia cảnh em nghèo mà chút số cái đầu năm con 15 con 15 con 15 con 15 con 15 con 15 xuống gì đây cái gì đây cái gì đây.
con
nguyên 40, nguyên 40 mấy. Gì ra mấy, gì ra số, gì ra mấy, gì ra phải gặt kiếm không có gì. Phải kể thông giơ tay lên em đọc lại quý vị nha. Không ngồi dò dùm em người kế bên. Mấy gì ra số, gì ra mười, gì ra mười, gì đây mười, gì đây. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng. Vui lòng đi chỗ khác mua. Em đây không bán sầu riêng, em đây chỉ bán tình duyên con mười nguyên. Nguyên số mười, yo. Con số 10, số gì ra mấy, gì ra, số gì ra mấy, gì ra. Ở dưới quê làm ăn mà không khá khá nè. Xuất mình chưa nghe thì hát năm ba. 33, 33, 33, 33, 33. Bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Với dòng sông mang nước đi nơi nào. Có gì quê em ghé thăm đôi điều nặng em. Nhớ thương nhân điều trong đời xa, dường như em thấy chiếc áo vàng vơi dòng sông chờ mới người ơi. Kia nghĩa thành lấy cứ lệ tình dâm à. 4, 4, 5, 4, 14, 4, 14, 4, 14, 4, 14. 41, 41, cái gì đây này. Gì đây thương nghĩ cho người cùng chỗ gì quá đôi. Thôi thương cao sang hò má đường nhiều. Trong người tài gian cuối âm dương quang. Còn tình giờ đây có tha vui mừng. Chuyện buông xí tâm tung phát tinh về hình cho hai người chính. 29 năm gì đây, năm gì ra chứ đi đâu. Đi đâu mà dội cái mà vàng. Mà dắt phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây. Sân khấu tổ số lô tô em xin mời. Chứ nàng ơi cho anh mà theo cùng. Nếu thua thì anh chịu, kinh quà thì anh ham. 58, 58, 58. 58, 58, số gì ra bay, thì ra, số gì ra bay, thì ra. Ra đây mà coi, con gì nó ngồi trên cây. Nó đưa cái lưng ra ngoài cho là con khỉ. Con khỉ nó ngồi nói chỉ. Nó đưa cái lưng ra ngoài cho là con khỉ khô. 21 vô, 21, 21, 21. 21 cũng được chị má. Khỉ khô mới vậy không? Mười người ra, con khỉ người ra. Mười người ra chớ đưa mấy tóc chớ lụa quả khô. Còn mười bốn mấy thì ra mấy thì ra. Có ai đợi chưa, có ai chờ chưa, bà con ơi. Mấy thì ra đợi hàng mấy. Đợi hàng một, đợi hàng năm, em kêu hàng chiếc. Mấy thì ra ở dưới quê làm ăn mà không dám. Em lên Sài Gòn đi bán mà bánh cam. Còn số 8 là tấm vé cờ hơn bên đây. Chúc rồi. Rồi xin chúc mừng cho và chủ nhân phía bên này và bên cánh trái. Con số 8 là con số đồng giải quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến vòng loại tiếp theo. Nó mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Và sau hai vòng loại nữa chúng ta đến vòng loại đặc biệt. Quý vị nhớ giùm em những cái vòng loại mà qua mà không may mắn đó quý vị dỡ ở mặt sau. Và ghi tên và số điện thoại lại. Và để bổ đồng có thể là bớt thăm chúc thưởng cho quý vị. Và phần thăm may mắn lên lên đến 1 triệu đồng quý vị nha. Số 8 thì chưa qua có 1, 21, có 2, 33, có 3, 58. Hợp lệ. Dòng loại 1, 1, 1, 8. Đúng rồi, chưa cập nhật bài dòng loại anh nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng anh lấy một con gốc bự. Con màu tím hay là con màu hồng? À, lấy màu trắng à. Thì ra là chơi thẳng. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một trong những tiết mục xuân gì đây. Em bắt chị vẫn được mà. Bảo là có anh nhạc công, anh đánh nó sai tông, anh đánh hay quên bài mã. Thôi mày là xuất anh em. Có anh nhạc công, anh đánh là sai tông, anh đánh cái hay sai bài mã. Thôi mày là xuất em cái mặt tìm lên 52. 52, 52 mấy. Chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra mười, chị ra mười, chị ra. Chiều chủ nhật cho anh chút lối cũ. Đi cà phê cùng bên nhau trên chiếc xe như thế nào. Và cô từng đẹp như nào hôm nay. Sao bóng thương bao đời thấy. Anh đã thấy như tình ta. Đà đi đà cà phê sao đắng cay. Trong lòng em bao xót xa. Anh đã quên đi thật rồi. Đà đi đà chẳng cần yêu anh nữa đâu. Em rời như cánh chim bay về nơi chốn xa. Con 13 vô. Con 13 không 13. Còn 13, còn 13, mấy chị này, mấy chị này, cái ba chị này, ba chị này, ba chị này, ba chị này. Cô tôi chứng minh vẫn là một giấc mộng. Và tôi chứng minh thắm phán giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thịt thương mà xây mộng. Để ta đang nhau lên tôi bên con suối mơ ta hằng mong mong. Để mình xây nhà bên bờ dòng suối hồng. Để tôi chúng mình sống với nỗi tiếng lòng. Để mình hãy vàng ngỡ ngàn nhìn mối tình. Để trái lúc anh kia tin xin hát vang ta tổng chúng mình.
đây, số gì đây, số gì đây. Nhà có dư hầm cân tận hầu, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Má của em biết cuồng mà biết băng, biết cổ văn trang, biết ra cây văn sổ. Gia cảnh em nghèo nên cứ nở bản chân. Còn số 5, còn số 5, còn số 5. Còn số 5, còn số 5, còn số 5, còn số 5. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Thì ai lại ngày chưa bóng như thương. Yêu lặng chứ nhau bố đau chuyện mi. Tình là người hai nói đi, nói xa đi cho bữa cơn sầu này. Còn 27, 27 là tấm vé còn hơn. Vâng, kính thưa quý vị, chiều qua có chủ nhân tổng chạy có số 27 quý vị ơi. Rồi, lên đây luôn anh ơi. Quý vị ơi, dẫn có lá vé mà quý vị mình chưa có may mắn tổng chạy. Quý vị mình nhớ nha, ghi đầy đủ thông tin họ và tên và số điện thoại. Cuối giờ chúng em thu gom lại những lá vé đó để quý vị mình bốc thăm may mắn quý vị. Để quý vị mình có cơ may trúng thưởng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng luôn nha. Rồi, đâu rồi? Cái kìa. Đường hơi xa. Rồi quý vị ơi, và chúng ta còn một dòng loại đặc biệt. Và chúng ta còn gặp loại đặc biệt nữa nha quý vị mình nhớ nắng lại sân khấu để mình bắt đầu tham gia gì gặp loại đặc biệt tiếp theo nha quý vị. Ra giải gặp loại ký hiệu là 1396 và đúng ký hiệu con số 27 vừa kêu. Có 1 13 có hàng 42. Ba mươi chín, ba mươi chín, ba mươi chín, ba mươi chín, số gì đây số gì?
đây mấy, đi đây mấy, đi đây mấy, đi đây mấy. Ta nhân dân ta nhân dân dài dàng. Nói to nói nhỏ anh ơi mình cũng tạo. Đưa nhau về núi xa. Còn cô ta, còn cô ta là tâm dễ gờ hơn. Kính thưa quý vị, con số may mắn con số 8 đồng dạy quý vị nha, mới có 7 con số thì bà hên dữ chị trời. Rồi, kính thưa quý vị, để công bằng nhất xin mời một khán giả bước lên hỗ trợ giùm em xin tặng hai vé vòng loại tiếp theo được. Rồi xin mời anh trai. Rồi, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ vòng loại đặc biệt 2591 quý vị nha. Và vòng loại này phục vụ là vòng loại bình thường, chúc mong quý vị sở hữu nhiều tình. Và 2591 con số vừa kêu qua con số 8 có 1, và 19 có 2, 39 có 3, trong cái giọng nó sang ghê luôn. 45 có 4. Rồi hợp lệ, chúc mừng anh nha. Có một người trúng thôi hả trời, hay dữ vậy. Rồi cảm ơn em, tặng em hai bé. An sau lưng tặng hai bé em. Rồi kính quý vị, bằng bây giờ tặng phẩm của vòng loại đặc biệt nhẹ nhàng 5 phân cái gì à. Rõ, đơn giản, đơn em nói về càng về sau khách thưa dần dễ trúng hơn. Anh giới thiệu về mình chút xíu anh ạ. Mình tên Tài. Ở Lê Thiêu. Từ Lê Thiêu chạy qua đây xa không anh? Hơi xa. Hơi xa, dạ anh tới đây được bao nhiêu lần rồi anh không biết được. Anh kẹt tới là cũng lâu lắm rồi đó. Dạ lâu lắm mà, giờ mới trúng phải không? Dạ rồi đây, anh run quá đây, em gửi anh 5 thân cầm chơi ha. Rồi đây, anh tặng anh cái hộp. Dạ có như là cái địa chỉ, anh đổi bự hơn cũng được. Cảm ơn anh rất nhiều, rất là mong sự ủng hộ vòng lượt tiếp theo. Và bây giờ trong fan city game vé thừa là quý vị nha. Những cái vé không may mắn đọc giải, chúng tôi sẽ có thêm những từ 6 vòng lại nữa. Và cái đầu mở thưởng rồi. Những anh chị nào mình có cái vé mình chưa ghi tên họ và tên mà bỏ vào thùng phiếu bên trên này thì tiến lên phía trên để bỏ giùm em nha. Chút xíu em sẽ bốc thăm chọn qua quý khán giả nào mình may mắn nhất cho trúng thưởng phần bao lì xì của đoàn ha. Và ngay bây giờ quý anh chị nào mình đã có cái vé trên tay, chúng ta hướng mắt về sân khấu chuẩn bị cho số nha quý vị ơi. Ô kìa ai đi mua thăm, con bác nằm ở xa mấy người, nét người thức xa
Kính thưa quý vị, và dòng loại vừa rồi con số 13 là con số may mắn quý vị nha. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị may mắn đồng giải quyết được sân khấu nhận thưởng giùm cho em được mà. Rồi những cái thế là không may mắn quý vị nhớ là đoạn sau ghi tên và số điện thoại là chúng tôi sẽ có thành phần thưởng cho cái phút nữa quý vị nha. Rồi còn đôi ba vòng loại nữa chúng ta đã kết thúc buổi diễn ở đây rồi quý vị. 13 nhiệm kỳ qua có 1, 32 có 2, 52 52 có 2, 24, 33, 33 sao giò sao trời. 13 có 1, 32 32 có chứ quý vị. Chưa có. Chưa có 32. Chưa có 32. Chưa có 32 phải không? Dạ chưa có 32. Đó. Trời, còn ai đâu, ai trúng đâu quý vị? Không có đâu, cho số tiếp quý vị ơi. Bỏ vô rồi hả? Tôi chết rồi, có đợi con nào không? Không có chứ, không có đợi, thôi đợi chút bóng 500 đi á. Khoan từ từ. Hai tờ giấy mới dò mà bỏ vô đây rồi. Dòng loại 1148 phải không? Đợi em lấy dòng loại lên trên. Đây 1148 nè. Đó rồi, hai tờ của chị đúng không? Rồi ok, đó đúng rồi, xác nhận. Trời ơi, trời ơi, đắm lắm. Rồi, chồng chữ luôn ha, bán vé lắm. Do số gì nha. Mỹ thì là số thì là ai mua sầu đi, có ai mua sầu riêng, vui lòng đi chỗ khác mua. Em đây không bán sầu đi, em đây chỉ bán được nguyên 50 nguyên. Nguyên 50, nguyên 50. Mỹ thì là Mỹ thì là vé tờ tờ. Đâu? Đó, ta lên kìa bà. Dạ đúng rồi, trời, mình khẩu trang anh không thấy anh ơi. Anh này đang đưa con mà. Trời ơi, 50 vừa kêu qua. Có 1, 25 có 2, 18 có 3, số 1 có hợp lệ. Dạ, 1148 hợp lệ cái gì. Rồi xin mời anh quẹo qua nhận gấu dùm cho em. Rồi, cái đó quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng loại tiếp theo. Rồi đó chị bỏ vé giùm em đi. Dạ, bỏ vé giùm em. Rồi ai chưa có vé may mắn thì đây là cơ hội tiếp theo dành tặng cho quý vị. Sau vòng loại này là đến vòng loại chót đúng không? Dạ, sau dòng này là tới dòng chót quý vị. Sau dòng này bốc thăm may mắn rồi quý vị nha. Rất mong quý vị sở hồi nhiệt tình. Rồi, nghỉ bây giờ. Ai chưa có vé cho ta một lần nữa. Kính thưa quý vị, và trong khi chờ đợi thì em cũng xin có một số thông tin thiện nguyện dành tặng cho tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị đã ủng hộ ngày hôm qua. Thì hôm gọi để ủng hộ cho một trường hợp tại Nha Trang đó quý vị. Bạn đó bị bệnh rất là nặng mà không có tiền chạy chữa, thì bạn cũng làm cho một đồ lô tô cũng nhỏ thôi. Thì Lộ đã huy động trong ngày hôm qua không tông trong buổi chiều cùng với chị Lâm Thanh Thảo nữa thì được tổng cộng là 34.651.000. Thì hy vọng là em thông qua livestream cũng giống như là quý vị đang ngồi đây, em xin cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị một lần nữa đã dành tình cảm yêu mến cho những người hát lô tô, đặc biệt là cộng đồng LGBT, để chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa sự giúp đỡ. Thì trong mùa dịch vừa rồi thì Lộ cũng giúp cho một trường hợp là nhà khó bị xe tai nạn giao thông, có gì xe đụng mà chân gãy là 3 phút luôn. Thì chị đó là chị Kiều Ly ở Tây Sơn, Bình Định đó quý vị. Nhưng mà khi mà đưa về tới Bình Định rồi á, thì gia đình nghèo quá mà quyết định là cho về nhà luôn, chứ không có tiền mổ mà để nẹp ở trong để mình có thể đi lại bình thường đó. Mà mới có 20 mấy tuổi thôi mà mình nếu mà để như vậy á thì nó bị hoại tử trong, phải cắt bỏ trong. Thì cho nên là Lộ nói là thôi bây giờ đang mùa khó khăn nhưng mà bảo lãnh luôn. Thì hôm trước là em ra thăm á, thì nhờ cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân thì chị Kiều Ly đã được chữa trị và đang trong quá trình là có thể tập tành đi lại được rồi. Cái điều đó là điều rất là đáng quý. Mỗi người một ít Lộ đứng ra huy động thì chúng ta đã giúp được một mảnh đời, có thể là họ đã có được một cái tương lai sáng lạng hơn. Giống như cái em mà ngày hôm qua em Lộ sinh đó mới có 17 tuổi thôi, nhưng mà không có cha cũng không có mẹ luôn,
và đoàn lưu tô thấy chị mới vui mang em, nhưng mà em không may em bị bệnh thì không có tiền. Các chị trong đoàn cũng hỗ trợ là nuôi cơm thôi chứ không có khả năng chữa trị, cho nên là hôm qua thì rất là may mắn trong cái livestream mà lúc make up của em đó, thì xong em lên sân khấu xin một lần nữa, và chị Lâm Thanh Thảo gom từ mạnh thường quân của chị Lâm Thanh Thảo nữa thì được tổng cộng là 34.651.000. Thì cảm ơn quý vị đã rất là nhiều đã ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời, cũng giống như là những mảnh đời đang phục vụ cho hội chợ Loto. Cảm ơn quý vị lần một lần nữa, và em xin thông qua livestream này sẽ không nhận nữa, không nhận quyên góp nữa. Khi có trường hợp nào cần thiết, Lộ sẽ lên tiếng xin bà con mình nha. Còn hiện tại là không hả? Dạ, em xin phép là không nhận nữa, tại vì em đã tổng hợp luôn rồi. Dạ, cứ giữ đó, khi nào mà có đó quý vị, em sẽ xin quý vị một lần. Dạ, dạ. Khi đó thì rất là mong chúng ta sẽ chung tay lại quý vị nha. Sắp sửa làm nhỏ này nè quý vị. Thôi, nói đùa thôi chứ em cũng không có mong muốn là mình phải làm nhiều đâu. Tại cái chuyện đó đâu, bởi vì cái điều đó là điều không may. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người, em nói thiệt quý vị, chưa có ai mà tự chọc bằng mấy bà hát lô tô hội chợ đúng quý vị. Mặc dù ánh mắt về biểu vẫn còn, cái đó là em nói thiệt. Nhưng mà quý vị biết không, đoàn có một quỹ lời quỹ thiện nguyện Sài Gòn Tân Thời đó, là ai mà khó khăn, đặc biệt là mấy bà chuyển giới tới là em tặng một phần gạo nhu yếu phẩm liền. Còn nha, là từ hồi dịch tới bây giờ, thì hồi dịch thì người ta cần, nhưng mà tới thời điểm mà khi mà đi làm lại được hát lại tới giờ là không ai được tới lấy hết trơn á. Có nghĩa là khi mà cần lắm hoặc là đối đế lắm thì mới cần, chứ không phải là giống như là không, cái này càm xưng quá bỏ qua đi tại vì ham lời ăn nhiều. Thì nói chung là người ta cũng rất tự trọng quý vị, chứ không phải là lúc nào cũng cần sự giúp đỡ đâu. Cho nên quý vị yên tâm, và tụi em rất là làm ăn rất là đàng hoàng. Những cái tiền mà quý vị ủng hộ, quý vị có thể cập nhật trên bay của Lộ Lộ đó, hoặc là trang bay cá nhân của em là Lâm Quốc Hải, mở ngoặc ra Lộ Lộ lúc nào cũng có, là hoặc quý vị có thể search hashtag là thiện nguyện Sài Gòn Tân Thời sẽ nhảy ra rất là nhiều thông tin cho đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tài khoản ngân hàng hả? Không nói được, quý vị có thể, nếu mà ủng hộ có thể liên hệ với em được hả? Em bị đau khóe chân thiện nguyện giùm em hả? Cắt cái thông ấy, mình chặt cái giò luôn để nó nhiều hơn. Cắt cái gân chân gì nữa gân. Rồi cái đó cái gì? À chết nha. Trời, tai biến quý vị ơi. Tai biến. Cái này hay lắm quý vị, em có một cách rất là hay. Dỡ cái máy mày lên. Dỡ cái máy em lên kìa. Cái máy của mày á, con biến. Mày tai biến tiếp đi, tai biến. Dỡ trong đầu nó lại là nó hết à. Ngộ lắm quý vị, lấy đọc gì đọc á. Dòng cái con thần kinh nói gì mà cũng không nghe nữa. Đó, đúng rồi, tỉnh liền quý vị, đâu có thể tai biến. Con mềm mềm của nó thúi quá. Trời ơi, mềm nó thúi quá. Tao biết mà, tao lấy độc thì độc mà mày. Kéo cổ đâu á, kéo cổ. Kéo cổ hả? Kéo cổ anh chị cho nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống đi, bà nằm xuống đi. Bà chơi ngu mà gắng chịu nè, gỡ cái tóc trước đi rồi sao. Rồi, rồi cái thứ gì? Trời ơi. Rồi khúc này mày đè đầu ở cổ bà chi vậy? Bà không có cần cổ mà còn đu nữa. Thúi quá hả? Chết cha, bị viêm son luôn rồi. Rồi cái đó cái gì mà bây giờ ai có giới chụp lại tiếp theo, thứ mắt thì sao không bắt đầu do số gì ơi. Mấy thì là số thì ra, mấy thì ra, mười thì ra, mười thì ra, mười thì ra. Dầu nhớ đây, đây 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 con 17, con 17. Con 19 còn sụp về đây, con quay về đây, các bạn về đây. Đời là phố phù sai. Con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, hai gì đây, hai gì đây, hai gì đây. Gái nào xinh bằng gái mà cao gần chữ trai, nào bằng bằng trai mà đồng ai, 22, 22, 22, 22, con 22, số gì đây, số gì đây, hai gì đây, hai gì đây, hai con gà ta nhau, một con chạy báo, còn một con
đây thì đã hôn thuyết với nước mơ sẽ tình nặng hơn như cao lửa đôi bụng anh nặng nào ở đâu dài ngang đời qua cùng tiếng ơi tiếng ca phụ tình còn số chín 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 cái đập người ra năm người ra cái đập người ra con đập người ra năm người ra con đập người ra nhóm hát nhóm 51 bắn tan luôn 51 có 51 số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây có bốn thầy trò lên núi mà thật kinh cái bụng trình ình là dư bát giới cái tai cơi cưới là quỷ xe thăng cái mặt mà hay nhăn là đường tâm tàn cái tánh mà liều mạng là tôn bộ tâm người cầm bình phong là quá Bồ Tát người cầm cái tác là Phật tổ Như Lai quá phép mà ta nhốt ngay anh nghĩ đột 21 vượt qua con số 44 là con số may mắn đọc giải nhé. Xin mời tất cả quý vị khán giả nào mình đọc giải con số 44. Rồi quý vị ơi, bây giờ dòng loại cuối cùng là chó trong buổi tối đêm ngày hôm nay luôn quý vị ơi. Rồi còn bao nhiêu ủng hộ cho em bấy nhiêu quý vị ơi. Dạ dòng loại cuối cùng trong tuần và trong ngày hôm nay là cũng là xuất hát cuối ngày trong tuần thì rất mong quý vị cùng tham gia và tham dự luôn nha. Rồi chúc mừng anh mình nha. Trời ơi dễ thương trên trùng hả. Dạ 44. Hồi nãy số cuối là anh Kinh là số mấy vậy? 44 đâu anh? Bốn má nào kêu 44 đâu rồi? Nguyễn Trung 44 hả gì? Con nè, sao bỏ vô đây? Trời con này thiệt có bốn nã gì không? Như mặt nó ghê vậy đó. 44 có 1 51 có 2 26 có 3 19 1319 hợp lệ thì okay. Có 4 bà chết thôi bà nội. Rồi cái thứ quý vị bằng bây giờ 44 có 1 22 có 2 17 có 3 số 9 hợp lệ. Dạ xin chúc mừng. Rồi cái thứ quý vị bằng bây giờ chúng tôi sẽ mời bạn xem ai là người mình thắng nhất vòng loại áp chó của mình nha. Và trong khi vụ dụ vòng loại cuối cùng rất mong quý vị sẽ nát lại đủ chút xíu để chúng ta coi kết quả bốc thăm trúng thưởng tối hôm nay. Quý vị thân mến, Lộ đang cố gắng để liên lạc với những rất là nghệ sĩ mà quý vị yêu mến và đã nhắn tin riêng cho Lộ để yêu cầu mời về phục vụ tại Kawasu Bình Dương. Thì tuần sau nếu không có gì thay đổi quý vị và không có gì thay đổi cho em mượn cái điện thoại lại để có confirm liền chưa. Em là trong vòng 2 nốt nhạc và 25 và là tối thứ bảy đó quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ và giao lưu với ca sĩ Khu Huy Vũ quý vị nha. Cho nên rất mong quý vị cũng sẽ đến ủng hộ cho đoàn thật là đông, một trong những ca nhạc sĩ một trong những ca sĩ rất là thành công với những MV Lô Tô có độ tham gia quý vị nha. Là tối thứ bảy ngày 25 tháng 7, rất mong quý vị sẽ đến ủng hộ cho đoàn ha. Rồi đó là lịch trình của tuần sau, còn tuần này đêm nay là đêm diễn cuối cùng rồi. Riêng về Miss Loto thì tuần sau xin cáo lỗi quý vị là thứ năm chỉ có trailer mà thôi, thứ năm tuần sau nữa thì mới có tập 6 chính thức. Rất mong quý vị ủng hộ nhiệt tình. Rồi ngay bây giờ vòng loại cuối cùng và quý vị nào chưa có béo giơ tay thì em lần cuối. Rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ đoàn tới giờ này. Còn riêng và ai mà có béo rồi cùng hướng mắt về sân khấu chuẩn bị do số quý vị ơi. Còn có em đêm ngày, anh mơ ước đời này. Từ lâu hoài xa vắng, đời chẳng
mấy, thì đa mấy, thì đa mấy, thì đa. Bà ơi bà cháu yêu mà bà lắm, tóc bà trắng là trắng mà như tay. Con mười mấy số đầu tiên. Con mười mấy, con mười mấy, con mười mấy số đầu tiên bằng đầu tiên. Con mười mấy số vừa ra, số vừa ra, số vừa ra, ba vừa ra. Ba vừa ra, con ba vừa ra. Cái chuyện ba sinh cái nghĩa mà bố tặng vợ đi ngay cả thứ gia. Là thì phải mà xa lạc, tình lạc thiết tha nói ra mà không gian. Ba mươi tám, ba mươi tám, ba mươi tám, ba mươi tám bốn. Thì là bốn, thì là bốn, thì là bốn, thì là bốn. Con 19 thì con 19, con 19 số gì đây, số gì đây, số gì đây. Hay đây, hay đây, hay đây, em đêm nay. Hay hát khúc ta chờ đợi mê say. Nhìn trên rộn ra, rộn ra, rộn ra. Hay đây, hay đây, tới nhau đêm nay. 57, 57, con 57. 57, 57, số gì đã mấy, chỉ là số gì đã mấy, chỉ là chiếc xe mini là hai người bé. Sao nè? Vòng loại bốc thăm may mắn trước khi quý vị ra về và chào tạm biệt với tất cả thành viên đoàn Sài Gòn Tân Thời. Mình trao thưởng trước nha. Trời ơi, giơ thẳng nghe chưa? Trao thưởng trước cái đã. Trao thưởng trước đi. Rồi hả? Ai may mắn trúng thưởng đâu quý vị? Đây hả? Dạ rồi. Thưa quý vị, và số 3 vừa kêu ra. Có 1. 18. Có 2. 41. Có 3. 57. Hợp lệ. 1732. Chúc mừng anh nhận gì với con gấu nha. Đừng có nhận con khùng đấy nè. Rồi. Ngay bây giờ, quý vị ơi, em xin mời một bạn thứ nhì đâu. Nó đừng thông cảm nha, bạn này vô trước nè. Rồi lên đi con. Trời ơi, sao mà... Trời ơi. Mẹ xíu sắc.
cọc dữ vậy. Thôi bây giờ trong thời gian chờ đợi các cô các chú bỏ cái thăm vô thì mình giới thiệu về mình trước đi nè. Học lớp mấy, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến? Dạ ba, lớp ba. Con Thanh Tâm. Chị học là Thanh Tâm. Năm nay có học giấy, có nhận được giấy khen không? Có. Lên lớp đúng không? Có khi nhận được giấy khen ở lợi chuyện bình thường. Hồi xưa cô gì không đó. Rồi, nghe bây giờ con chọn một cái thăm như còn ai đúng không quý vị? Còn ai không ạ? Còn ai không? Rồi, bây giờ con chọn một thăm đi, con chọn một thăm đi, con có trộn lên. Chọn. Không, bây giờ chưa. Bây giờ mấy cô là kêu bươi dưới lên, trộn đi. Rồi. Bươi mạnh lên, nhanh lên, đó. Ủa cô bươi sao cô gên như vậy? Gọi bóc đi con, nó vừa lòng mắt dạ chú rồi đó. Rồi, qua đây. Bây giờ nè, con đọc cái tên và ba số điện thoại cuối thôi nha. Mai Thanh Thúy 192. Chị Mai Thanh Thúy có đây không ạ? Mai Thanh Thúy lần thứ nhất. Dạ bên này, trời ơi, bạn lỗi cho tới đó rồi đó. Trời ơi, trời, hên dữ vậy. Rồi, vô đây. Đọc số điện thoại đầy đủ dùm cho em. 0909 389192. Mai Thanh Thúy 0909 389192. Ra về tới bãi xe còn cái gì. Trời ơi hay quá à. Rồi bây giờ nè, chị bốc dùm em một bao lì xì nha. Nhớ lì xì ngược lại cho em nhỏ một phần sáng chị nha. Rồi tháng trước vui 4 bao kia dùm em 500. Rồi 1 triệu luôn rồi mà thôi đi luôn đi rồi. Rồi, chị vui ra đi để cho minh bạch cho khán giả biết nè. Rồi. Dạ 500 rồi, chị lì xì ngược lại cho em một phần ánh sáng nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vòng lại vừa rồi cũng khép lại chương trình Lớp Tinh Sơ đặc biệt của Đồng Lê Tinh Sơ vào tân thời tối chủ nhật. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ đồng nghiệp mặc dù trời mưa rất là lớn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào thứ 6 thứ 7 chủ nhật tuần sau.